Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Vinh danh Chúa. Khi ấy, một trong nhóm 12 tên là Giu-đa Iscariô đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông." Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc. Và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp: "Các con hãy vào thành đến với một người kia và nói rằng: Thầy bảo giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông." Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ. Và khi các ông đang ăn, người nói: "Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp Thầy." Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người: "Thưa Thầy, có phải con không?" Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm dĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người. Khốn cho kẻ nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn." Giu-đa kẻ phản bội cũng thưa người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng như con nói." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Anh chị em thân mến, kẻ thù của chúng ta có khi không phải ai khác. Dĩ nhiên chúng ta có những kẻ thù có khi là bên ngoài, nhưng nhiều những kẻ thù có khi không phải là ai khác mà là anh em của mình. Chúa Giêsu bị cả một bộ máy lãnh đạo trong đạo ngoài đời của Do Thái giáo và Do Thái ghét, nhưng đã từ rất lâu họ không làm gì được. Biết bao nhiêu lần họ muốn ném đá Chúa, biết bao nhiêu lần họ muốn xô Chúa xuống vực thẳm vân vân, nhưng không làm gì được. Để cuối cùng, một kẻ môn đệ của Chúa Giêsu, một giám mục mà ở đó Chúa đã huấn luyện, hướng dẫn, dạy dỗ trong nhiều năm bởi các tôn đồ là các giám mục đầu tiên của Hội Thánh, một con người đã được chứng kiến không biết bao nhiêu là phép lạ và đã được hưởng những ân phúc, những tình thương và cũng được hưởng không biết bao nhiêu lời huấn dụ, dạy dỗ, lại chính là kẻ đã thông đồng để có thể kẻ thù bắt và giết Chúa Giêsu. Không ai khác hơn môn đệ phản Thầy, nội bộ phản nhau, và chính trong nội bộ ấy đã có thể làm cho những kẻ bên ngoài đứng ngoài cuộc dù có ghét cách mấy cũng khó khăn để có thể thủ tiêu Chúa Giêsu, thì nay lại dễ dàng bởi một kẻ trong nội bộ là anh em, là môn đệ, là người thân tín, là người biết rõ rành mạch giờ giấc sinh hoạt của Thầy mình, có thể nộp Thầy một cách dễ dàng. Tông đồ Giu-đa đã trở thành kẻ phản bội, nhưng còn hơn thế, đã trở thành biểu tượng của sự anh em sát hại nhau, đồng bọn giết chóc nhau. Tông đồ Giu-đa trở thành biểu tượng của sự giữ, không phải từ bên ngoài tấn công, nhưng từ trong đã phát ra. Ông đã trở thành biểu tượng từ ngàn năm qua
và chắc chắn sẽ còn mãi mãi về sau. Giáo xứ Thánh Tuân chúng ta là một giáo xứ mà may mắn được mang tên Thánh Giuse Tuân, vị linh mục nhân từ, hiền hậu và sống chết cho đời mục tử của mình. Trong ngày Ngài đi sức dầu cho người mẹ thì chính người con đã tố cáo để cuối cùng lính tráng và quan quyền có thể bắt và giết được Ngài. Cũng là kẻ từ bên trong nội bộ đã làm cho Thánh Giuse Tuân chết, nhưng may mắn hạnh phúc cho chúng ta để từ đó Ngài trở thành bổn mạng của chúng ta. Ngài trở thành không chỉ là bổn mạng mà tên tuổi của Ngài còn trở thành địa danh để chúng ta thân ái gọi. Cứ hễ gọi miền đất này là đất của Thánh Tuân, ai cũng biết. Ngài đã cho chúng ta cái tên không phải để chỉ là bổn mạng, để suốt bao nhiêu năm qua Ngài chuyển cầu cho chúng ta, mà còn là Ngài cho chúng ta cái tên để trở thành tên của chúng ta, để trở thành địa danh. Người bị phản bội đã trở thành thánh để chúng ta được hưởng nhờ ân phúc thánh thiện của Ngài. Trải qua dòng lịch sử không chỉ trong đạo mà ngoài đời cũng vậy. Những năm 1954, khi mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm chấp nhận cho một số hàng triệu người, có thể nói được như thế, từ ngoài Bắc vào Nam, và chúng ta cũng là những con người được hưởng những ân phúc ấy của cố tổng thống, thì cũng có biết bao nhiêu kẻ lợi dụng việc di cư, đã chuyển biết bao nhiêu vũ khí, chuyển biết bao nhiêu những con người âm thầm cách này cách khác để nhằm phản bội cả một chế độ. Và cuối cùng điều gì đến đã đến, chúng ta thấy từ cuộc di cư vô cùng lớn từ ngoài Bắc vào Nam, mà chính anh chị em đang có mặt ở đây nói lên điều đó, cha ông chúng ta từ giữa thế kỷ thứ 20 nói lên điều đó, lòng tốt của một con người bị nhiều kẻ ác độc lợi dụng để cuối cùng trở thành như bây giờ chúng ta đang thấy. Thưa anh chị em, rồi cũng không xa, chỉ mới vài tháng, ngày 29 tháng Giêng, có thể nói là cha Giuse Trần Ngọc Thanh dòng Đa Minh trở thành vị tử đạo đầu tiên của năm 2020 trên toàn thế giới, bởi vì Ngài đã chết ở cuối tháng Giêng. Và ai là người sát hại cũng lại là một người Công giáo, cũng lại là một người tôn thờ Chúa. Không biết đằng sau cái vụ án nó còn là cái gì, chúng ta không biết. Quả là mấy tháng trời nay chúng ta cũng không có một thông tin nào để cho biết cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh bởi đâu. Chúng ta vẫn thấy nó rơi vào thinh lặng một cách đáng sợ, và chỉ biết rằng chính người Công giáo sát hại vị mục tử của mình, chỉ biết như thế thôi. Cũng vậy, trong đời linh mục của anh em chúng tôi cũng không thiếu những bàn tay của những con người mà mình đã từng giúp họ, của những kẻ mà mình đã ban bố lời dạy, lời giảng, thậm chí hàng ngày, chứ không phải là hàng tuần thôi, mà là hàng ngày, biết bao nhiêu lần cũng bị phản bội như thế. Kinh nghiệm của 22 năm làm linh mục, anh em chúng tôi đã nhận ra, bởi không chỉ mình cho điều tốt thì mình gặt lại điều tốt đâu, mình sẽ có những lúc sẽ gặp lại hay được gặt hái những điều mà ở đó cảm thấy day dứt, cảm thấy khổ sở và thậm chí đòi đoạn ruột gan, đau khổ. Và đã từng bước ra từ trong những đau khổ như thế, cho nên hôm nay đọc bài tin mừng, suy niệm bài tin mừng về việc tông đồ Giuđa, kẻ đã từng hấp thụ những giáo huấn, những lời răn dạy và biết bao nhiêu những lẽ tốt, lẽ lành Chúa Giêsu mang lại cho ông. Tôi càng cảm nhận hơn về điều mà có thể mình đã gặp, cũng có thể đang gặp, cũng có thể sẽ gặp, bởi
biết bao nhiêu những lần mình cũng đã từng gặp, tuy chưa phải nặng nề như Chúa Giêsu phải chết đứng trên thánh giá kia, nhưng ít ra cũng đã đòi đoạn, cũng đã ruột gan tê tái, cũng đã những lần như thế. Thưa anh chị em, ôn lại một chút xíu về những lịch sử trong đạo ngoài đời, để mỗi người chúng ta ý thức rằng chính chúng ta hãy xây dựng nơi mình sống, cộng đoàn mình sống, trở thành một cộng đoàn yêu thương, xây dựng sự hiệp nhất, xây dựng tình bác ái, xây dựng nhân nghĩa. Và cốt cách của người Công giáo chỉ có thể được tồn tại và vĩnh viễn được mọi người nhìn nhận là cốt cách của những con người biết xây dựng, biết làm cho trở thành hạnh phúc, biết làm cho nhau trở thành tình yêu. Có như thế chúng ta mới có thể xứng hợp trước tôn nhan Chúa chúng ta. Chắc chắn Chúa Giêsu không bao giờ trách cứ tông đồ Giuđa, người yêu lắm, bởi như tin mừng hôm nay chẳng hạn, người ngỏ với tông đồ Giuđa rằng kẻ cùng ngồi đồng bàn với thầy sẽ chống lại thầy. Nghĩa là người đang muốn gợi tâm hồn của Giuđa để Giuđa trở về với người, nhưng Chúa thất bại bởi tông đồ Giuđa đã rất tâm làm điều dữ. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu kẻ đã rất tâm làm điều dữ như vậy. Hôm nay tông đồ Giuđa bước ra khỏi bàn tiệc ly, nhưng vài giây phút nữa, vài tiếng đồng hồ nữa thôi, trong đêm tối dẫn lính tráng đến bắt bớ Chúa Giêsu để nộp cho thượng tế, Giuđa còn làm một điều khủng khiếp hơn, đó là lấy dấu chỉ của tình yêu để phản bội thầy mình. Ông đã hôn Chúa Giêsu làm dấu chỉ để cho biết chính ông đã nộp Chúa, và chính ông đã chỉ đích xác kẻ cần phải bắt bớ, cần phải giết đi. Ông đã dùng biểu tượng của tình yêu để phản bội, để giết chết thầy mình, để nộp thầy mình. Thưa anh chị em, chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta có nụ cười, đôi khi chúng ta có những lời ngon, lẻ ngọt, nhưng biết đâu trong lòng ấp ủ những điều tồi tệ, mà bên ngoài vẫn giữ được thái độ như đang gần gũi lắm, như đang hạnh phúc với nhau lắm. Thưa anh chị em, nhìn lại cái chết của Chúa Kitô với những hành động mà tông đồ Giuđa đã làm, từ việc bán đứng thầy mình đến việc rời bỏ bàn tiệc ly sau khi nhiều lần thầy nhắc mình, cho đến việc dùng cái hôn nồng nàn lắm, tưởng chừng tha thiết lắm, nhưng để chính là sự phản bội, chính là sự đổ máu, chính là sự giết chóc, để mỗi người chúng ta nhìn lại mà giúp cho đời sống của mình nên đẹp hơn, đường lối thánh thiện hơn, cách sống yêu thương hơn, biết dùng nó, biết dùng những nghĩa cử thật sự đẹp là để tôn vinh cái đẹp và dẹp bỏ cái xấu, chứ đừng bao giờ lợi dụng cái đẹp để cuối cùng chúng ta làm cái gì đó xấu xa. Mãi mãi biểu tượng của Giuđa phản bội là biểu tượng ngàn năm và mãi mãi, chứ không chỉ ngàn năm, cho tất cả mỗi người chúng ta ý thức trong đời sống đức tin của mình.